Xin chào các bạn, chắc là cũng đã thấy anh được sắm cái thiết bị trợ thở để tập quân bàn rồi phải không? Ổng dữ quá, ổng chơi gì đồ hiện đại không mà làm á hả? Mình phải chạy qua cái tiệm điện tử kế bên nhà để mình mua cái này gấp nè mọi người. Mọi người nhìn thấy không? Đó, ổng là ổng bịt mũi còn mình bịt mắt ha. Rồi bây giờ mình sẽ demo cho mọi người coi là mình dùng cái thiết bị này như thế nào để mình đừng có bị ảnh qua mặt nha mọi người. Đánh bóng bàn đâu có gì vui bằng cái chuyện là người ta đuổi theo mình hoài mà người ta không thắng được ha mọi người ha. Đặc biệt là anh Văn Được Lê á, không biết dạo này lên chùa tu kiểu gì mà không thấy bóng bàn đồ. Ok, bây giờ Mình sẽ set lại cái bàn một xíu ha mọi người. Đây mình sẽ set cái bàn cho anh được nha. Cái nghe nè, 7 là 3 đó. Cái quả riêu này là quả riêu thực tế luôn đúng không mọi người? Một cái quả dao ngắn ở bên đây sẽ nghe 7 là 3, hai quả block, quả block thứ 3 ở đây, đúng chưa? Rồi, lại nè. Rồi đó. Qua quá đẹp đúng không? Flip trái trái phải một lần. Đó đỡ thì dễ rồi. Đỡ 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 đỡ. Tiếp nha. Flip đấy đấy. Xong lại luôn. Được chưa? Tiếp nghe.